khỏi vết đất luôn rồi. Go, go, go stupid. She's smart like an A-plus student. Drop down, right down, looking for your love right now. La, 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 la. Up, down, all around, turn my stomach upside down. Xin chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay đúng như cái tiêu đề, mình sẽ làm một cái video về là gồng Úc chúng ta ăn gì và tại sao mà khi các bạn nuôi gồng, nó nuôi hoài thì gồng của chúng ta không lớn. Hôm nay chúng ta sẽ làm rõ cái chủ đề này nha. Rồi đến cái đầu tiên luôn, anh em thấy không? Trong hình nè, đây là con dế của mình đó. Con dế này thậm chí là mình chưa cắt chân luôn nha anh em, mà mình vẫn cho cái con baby này nó ăn. Không phải là baby mà là size này chắc cũng tầm 17 18 cm rồi. Mình cũng chưa có đo bé lại nữa, để vài bữa nữa thì mình đi mua cái thước đó. Về mình đo thì nó sẽ rõ hơn. Hoặc là anh em có thể cho loại ăn cái loại dế trắng nè. Dế nó vừa mới lột á anh em. Thì lúc này thịt dế này nó sẽ rất là mềm. Thì đối với những loài gồng Úc nhỏ á, như là con trong hình này nè, thì anh em cho ăn những loại dế này nè, nó sẽ dễ nuốt hơn, nó dễ tiêu hóa hơn. Là so với những cái loại dế mà bình thường nó đã vừa lột xong rồi, cái vỏ đã cứng rồi thì nó sẽ khó nuốt, nó khó ăn hơn ha. Đấy, tại sao mà hôm nay mình sẽ làm cái chủ đề này? Là cái chủ đề này thường thường á, anh em chúng ta trước khi nuôi gồng Úc á, thì chúng ta thường thường chúng ta lên những trang web này kia thì nó cũng đã hướng dẫn chúng ta là cho ăn dế, cho ăn sâu, cho ăn gao, hoặc là những cho làm khi chúng ta cho ăn chuột con nữa. Nhưng mà tại sao hôm nay mình lại vẫn làm cái video này? Là tại vì mình thấy nhiều khi chúng ta có những cái trang web đó, nhưng mà mình không hiểu cái lý do gì là một số người chúng ta vẫn có thắc mắc là tại sao mà gồng của họ không ăn dế, tại sao gồng của họ không ăn sâu, hay là thậm chí là tại sao gồng của họ không ăn gao này kia. Mà những người này họ hướng dẫn thì là chúng có thể ăn được, nhưng tại sao những con gồng của họ có vẻ như là nó không ăn được, nó không thích ăn, đại loại như vậy ha. Thì cái điều đầu tiên á, là tại sao mình sẽ giải thích nên tại sao gồng của mình chúng ta không ăn dế được. Là thứ nhất là do con gồng mình nó còn nhỏ quá, nó nhỏ quá, một cái size baby mà bạn cho ăn con dế quá bự thì nhiều khi á nó cũng không phải là cái món mồi thích hợp cho bé, cho nên bé nó không ăn được là cái chuyện đương nhiên. Hoặc là một cái lý do nữa là chúng ta chưa từng tập cho bé ăn sâu. Ủa lộn, chưa từng tập cho bé ăn ăn dế. Bởi vì khi còn nhỏ nè, các bạn thường đâu phải lúc nào chúng ta cũng có dế con để cho những con Úc chúng ta ăn đâu. Chúng ta thường sẽ cho ăn những loại gián như là gián đất nè, hoặc là những con gián, những li ti á, những cái trang trại họ nuôi sinh sản là được anh em. Và lúc đó thì anh em chúng ta kết hợp thêm là chúng ta ăn những loại sâu nhỏ. Và thường á, những cái trang web họ sẽ hướng dẫn anh em là chúng ta nuôi thì con nhỏ chúng ta thường xuyên cho ăn thịt nhiều hơn, cho ăn mặn nhiều hơn. Đến độ tuổi càng lớn thì chúng ta lúc đó chúng ta mới ăn cho ăn gao. Thì cái điều này nhiều khi thì họ nghiên cứu như thế nào thì mình cũng không có biết. Nhưng mà mình nghĩ tốt nhất á, anh em chúng ta nên tập cho các bé ăn gao từ nhỏ luôn. Đặng khi mà đến độ tuổi trưởng thành á, thì các bé vẫn đầy đủ chất, các bé vẫn có thể khả năng là phát triển đồng đều và nhanh nữa. Và để tập cho các bé có thể là ăn gao nè, ăn dế, ăn sâu, tất cả mọi thứ nó kết hợp được với nhau một cách ok nhất á, thì anh em chúng ta có thể là bỏ đói 1 đến 2 ngày. Bỏ đói cùng Úc 1 đến 2 ngày nó cũng không sao đâu nè, tại vì bò sát mà chúng nó nhịn đói lâu lắm. Bây giờ anh em chúng ta thứ nhất là dù như ngày đầu tiên anh em chúng ta tập cho bé ăn dế đi ha, mà bé không ăn được thì sang ngày hôm sau cứ bỏ đói ngày đầu tiên nha. Thì cái ngày thứ hai á thì anh em chúng ta tiếp tục để những con dế trước mặt bé để cho bé tập ăn. Nhưng mà chừng 20 đến 30 phút gì đó, lúc này anh em chúng ta xiên hơn một tí đó là cắt chân của dế đi. Rồi kiếm một cái thùng, một cái hộp đó, để với con Úc của mình vô, để những con dế vô. Để một thời gian, để một hồi á, thì lâu lâu anh em ngó tí để coi con Úc của chúng ta đã ăn con dế đó chưa. Nếu mà tầm nửa tiếng mà chưa có ăn á, thì thôi bắt con dế đó ra, bắt con Úc trở lại bình thường, trở lại vị trí ở của nó. Tới ngày thứ ba anh em tiếp tục làm như vậy, thì lúc này nó đói, nó sẽ ăn thôi. Thì cái phần trăm mà nó sẽ ăn á, sẽ cao hơn những ngày đầu tiên. Nếu như bé nó chưa có ăn nữa
thì lúc này anh em mà lấy những món ăn mà bé thường ăn hàng ngày đó cho bé ăn vào cái ngày thứ tư để mà dưỡng bé lại. Tầm một tuần sau đấy anh em chúng ta tiếp tục làm như vậy, là chúng ta sẽ bỏ đói một ngày rồi tập cho ăn dế, ngày thứ hai tập cho ăn dế, ngày thứ ba tập cho ăn dế. Như vậy nó sẽ ok hơn anh em. Tại sao mà anh em chúng ta phải cho 3 đến 4 ngày thì là để cho bé, thứ nhất là cái dạ dày của bé nó tiêu hóa hết thì lúc này nó sẽ kích hoạt, nó thèm ăn hơn, thì lúc này chúng ta sẽ dễ tập hơn. Còn cái nữa là đến ngày thứ tư á thì anh em chúng ta nên cho ăn những loại thức ăn trước đây đi để có thể dưỡng sức của bé lại. Nhiều khi bỏ đói nhiều quá, lâu quá, thời gian dài quá nó sẽ dẫn đến là bị suy dinh dưỡng, nó thiếu chất ha. Ok ha anh em. Rồi cái vấn đề bây giờ đến vấn đề thứ hai là tại sao anh em chúng ta nuôi con gồng chúng ta hoài không thấy lớn. Thì cái này cũng rất là nhiều nguyên nhân anh em ơi. Cái thứ nhất á là do bản thân của người bán đi, họ vì đồng tiền mà họ bán cho anh em những con gồng đã bị bệnh, những con gồng đã bị suy dinh dưỡng. Thì đương nhiên những con gồng này anh em chúng ta nuôi hoài sẽ không bao giờ chúng ta thấy lớn đâu. Bởi vì cái tốt nhất về hiện tại bây giờ anh em chúng ta tránh cái trường hợp này á, là chúng ta tìm mua ở những người anh đi trước, hoặc là những cái nơi mà uy tín này kia á, mà chúng ta nên lên những cái trang web chúng ta check uy tín của họ thì chúng ta mua sẽ ok hơn ha. Còn cái nữa là do cách nuôi của anh em chúng ta cứ cho ăn một loại thức ăn thường xuyên thì đương nhiên á, lâu dài các bé sẽ bị thiếu chất, các bé bị suy dinh dưỡng nên bị đẹp thôi. Còn vấn đề thứ ba đó chính là bé bị bệnh, thì lúc này bệnh thì mình chữa thôi, nó cũng không có gì phức tạp cả ha. Ok ha. Bệnh thì lúc này anh em chúng ta kết hợp là cho thêm men vi sinh nè, cho các bé ăn những loại mà các ăn dễ tiêu hóa nhất, như là cho những ăn con dế lúc đầu tiên mình nói anh em nhớ không, những con dế trắng mới vừa lột xong, những loại rau nè kết hợp theo là men tiêu hóa, những loại vip ghép can dành cho gồng út nè, chuyên cho gồng út. Lúc đó thì tình hình của bé nó khỏe hơn thì từ từ nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ hồi phục lại cái thể trạng ban đầu và nó sẽ phát triển một cách bình thường, một cách tốt thôi ha anh em. Ok, nhưng mà anh em nhớ có một điều lưu ý á, là không phải cách nào chúng ta cũng chữa như cách mình mới chỉ bên trên nha. Thì tùy là bệnh mà anh em có những cách chữa khác nhau, giống như bây giờ đau bụng mà anh em cho uống thuốc nhức đầu thì nó chết quớt đúng không. Bởi như vậy khi mà nhìn thấy những cái tình trạng như là gồng của mình có dấu hiệu bệnh thì anh em nhớ đăng lên những cái group, những cái hội mà chơi câu lạc bộ gồng út á, trên Facebook á, để nhờ những anh lớn anh chị cho mình chúng ta cách chữa bệnh tốt hơn ha. Rồi ok, video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video này của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của mình nha. Bye bye anh em. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhé.